Sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức diễn tập xử lý ban đầu tình huống phòng chống khủng bố. Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp khai mỏ và chế biến khoáng sản. Căn cứ tình hình vai trò quan trọng về công tác phòng chống khủng bố, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, luyện tập, xử lý ban đầu một số tình huống khủng bố có thể xảy ra tại mục tiêu Sở Công Thương. Trên cơ sở kịch bản, các cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương đã diễn tập việc phát hiện vật phẩm nghi là mìn do khủng bố cài đặt, triển khai phương án sơ tán người, tài sản, xử lý cháy nổ, sơ cứu người bị thương và phối hợp với lực lượng chuyên trách xử lý mìn hẹn giờ và các vật liệu cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của bọn phản động. Thông qua diễn tập có phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng cho lãnh đạo cán bộ công chức của sở nắm rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống khủng bố trong tình hình mới, đề cao công tác phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu hoạt động khủng bố, phá hoại và tập luyện kỹ năng xử lý tình huống khi lực lượng chức năng chưa đến.